Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn nhé. Chúng ta đến với buổi trưng bày cây cảnh nghệ thuật tại nhà vườn Mạnh Cường. Chào ông Sinh. Vâng, chào các anh. Chào anh Bình. Vâng, xin chào. Vâng, anh Phan Lạc Bình. Mọi người hay gọi anh với cái tên là Bình Dâu. Vâng, nickname Facebook của anh cũng là Bình Dâu cây cảnh. Anh em lên đấy. Đây là đoàn các anh đến từ Thạch Thất. Vâng, chào anh nhé. Anh chả thế nhỉ? Anh bây giờ còn giảm đẹp trai mất được khoảng. Rồi, chào các anh. Ba mươi phần trăm ở đây mà. Ê, chuyện gì à? Đã đâu gì em? Bốn ngày này đã. Anh ơi, cho mật khẩu cái này. Và chúng ta cùng nhau đi thăm một số những cái tác phẩm khu vực trưng bày những cây tầm nhỏ. Đang đến chưa chấp nhận, nhưng mà vừa rồi giờ mình đi Vĩnh Phúc về, vừa nãy mới đi Vĩnh Phúc. Mỗi người phải ra yến sở, quyền yến sở. Hôm nay em với hôm kia định xuống tầm với Thành, xuống Thành thì cứ vâng, một cây xanh quê đậm chất là rất là già luôn các bạn. Tiếng của hồ lộ thử hát không đi với tiếng ơi. Vâng, và chúng tôi đã được chứng kiến một cái vụ giao dịch tại không gian vườn cảnh anh Mạnh Cường trong cái buổi trưng bày hôm nay. Trước giờ khai mạc khoảng 30 phút. Hoàng Béo ra vô cái loa đây. Chúng tôi không cần đâu, mồm đi nhé. Báo cáo với thầy là hôm nay là triển lãm ở nhà vườn nhà con. Vâng. Thứ nhất là cũng rất may là con được em Tùng là hai anh em con giao lưu cái tác phẩm đầu tiên này của nhà vườn nhà con. Tức là anh Tùng nhượng lại cho anh Cường. Vâng. Vâng. Và cũng anh cũng thứ nhất là anh cứ tiền lộc cho em một đồng á. Vâng. Rất là tuyệt vời. Sau đó anh em mình sẽ thanh toán sau. Vâng. Ok. Rồi để tôi lùi lại tôi chụp bức ảnh nhé. Rồi, được rồi, Đỗ Sinh chụp về. Xong rồi, rồi cảm ơn các anh nhé. Và rất nhiều người được chứng kiến trong cái buổi khai mạc hôm nay. Con muốn giao lưu với anh đang cũng muốn vào. Và hai anh đã bàn giao một cây. Em cầm tiền đi. Đấy, hai anh em mình giao lưu tiếp một cây này. Thứ nhất là tiên phong nổ với hai cây này cho nó. Đây ạ. Vâng, đến một tác phẩm thứ hai. Ngay trong giờ phút em thì em cũng cứ có lộc cho anh một tập á. Sau đó anh em mình tính sau ạ. Vâng, ok anh. Rồi, Đỗ Sinh chụp nhá, chụp kiểu anh này. Anh nhìn đây cái. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, quá đẹp. Thế nào còn anh em nào đổ cái nào nhỉ? Vâng, bây giờ chúng ta cùng nhau chia sẻ và cận cảnh cái tác phẩm anh Mạnh Cường vừa giao dịch. Lại một vụ nữa à? Ồ, đây kéo đến đây đã. Vâng, đây là một tác phẩm đa. Chủ nhân cũ là anh Bình Dâu cây cảnh, chủ tịch hội sinh vật cảnh xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội.
Cảm ơn chủ mới anh Mạnh Cường trong một cuộc giao dịch tại vườn nhà anh trong cái buổi trưng bày hôm nay. Đấy, cậu ơi. Vâng, đây là tác phẩm đa này. Đâu, lại chắc chưa? Thế nào mà nổ liên tục, nổ nhiều quá. Nổ như là pháo Tết đây. Cây nào anh ơi? Cây túc của... Cây túc à? Vâng, của vâng. Nhà vườn Tuấn Bình thì cho mình... mấy cả em Điệp Mộc Hương chú ạ. Tức là anh Tuấn Bình và anh Điệp Nát. Vâng, anh Điệp Nát mua của anh Tuấn Bình ạ. Vâng, thôi để tôi xin các anh kiểu ảnh này. Hôm nay không phải là Điệp Nát rồi. Vâng, đối xin tốt nha. Rồi, cảm ơn các anh. Rất là tuyệt vời. Vâng, đó là một cây túc rất đẹp. Mà tôi đã không ít lần lên sóng cây túc này rồi. Cuối cùng vẫn quanh ở cái khu vực mà Phúc Thọ với nhau là cũng được rồi. Đấy, để chúng ta vẫn có cơ hội để được ngắm cây túc. Tuyệt vời. Tôi đọc được ý định của anh Điệp Nát rồi. Anh ấy nói là con sẽ tìm một cây túc rất đẹp để về con trồng cạnh cây sung cực già sai quả của nhà con, để có tác phẩm sung túc. Và hôm nay anh đã tìm được cây túc như ý của anh. Anh đã thoải mái cho anh Điệp Nát. Bỏ tiền ra mà vẫn khoái. Rồi. Vâng, và bây giờ Đỗ Sinh gửi đến hình ảnh của một cây xanh mà trong cái buổi cuộc giao dịch đầu tiên chiều nay. Đây là cây xanh Nam Điền mà lá đã cô nhỏ lại rất nhỏ rồi, rằm rất ngắn luôn, đốt rất ngắn. Và một cây xanh có cái tuổi đời khá là cao. Này, ông già mình có đất nhiều mình mua vài cái này về mình chơi. Cắt bố đất bớt thì cho nhẹ. Vâng, chắc chắn là đêm nay người chủ cũ của cây xanh này chắc là sẽ khó ngủ đấy. Mất ngủ chú ạ. Khó ngủ hay mất ngủ anh? Mất ngủ chứ không phải khó ngủ. Chắc chắn là anh mất ngủ. Không ngủ nổi. Bán đi cái đẹp đây là coi như là em mà ngắm mà em sẽ lên luôn. Tôi chỉ có dùng cái từ gọi là khó ngủ thôi, trằn trọc thôi, nhưng mà anh nói là chắc chắn là mất ngủ suốt đêm rồi. Cháy nhưng mà đẹp ấy. Cháy đẹp, cái này có 1 2 5 mịn. Chính bây giờ là nó cái này nó tròn xe đây này, cái thằng này điểm không đẹp bằng nó chạy này. Đó, đường chạy cực đẹp. Đúng không ạ? Toán bây giờ nó chỉ nó cháy nó đẹp để thẳng. Làm từ phôi đúng không? Cái này là khả năng không phải cháy mà ngày xưa là người ta đục để mà cho cởi cho. Đây là một cây xanh mà chủ cũ đã làm lên từ phôi. Ngày xưa con là 8 tầng phá này. Thế là em làm bao nhiêu năm con này? Em làm 8 năm. 8 năm mà được thành như này từ phôi. Vâng. Ở nhà anh có còn nhiều cây đẹp như cây này không anh? Còn rất nhiều chú ạ. Tại vì cháu xuống rồi. Cháu xuống nhà em này, cháu cùng bạn Cường xuống để là cháu chỉ coi cây này đem lên. Chính cháu chỉ. Tức là anh xuống anh mời. Và anh chỉ định là mang cây này lên đây. Cây này mang lên. Thế thì cái lời mời của anh với anh Cường đã có ý từ lúc ấy rồi. Thế mang lên xong cái thì bảo bạn Cường bảo thôi thì cây này mang lên nhưng không có mang về. À. Cho nên là tôi đến điểm mà nhận dấu. Thế nhưng mà cái hôm mà anh Cường với anh Tuấn đặt vấn đề là mang tác phẩm này lên đây, anh có cái linh cảm gì không? Thì cái là thực sự cái lời thì nếu mà bảo mang đi thì chỉ là mất. À đấy. Tại vì ở Tam Hiệp là có khách giả rồi nhưng không bán, nhưng mà lên đây thì vì phong trào thì gọi phải là bán. Phải gọi là nhường lại cho anh em để chơi thôi. Vâng. Thế giá có được cao hơn ở Tam Hiệp một chút không? Có cao hơn ạ. À thế thì được, tức là mình có bán sau. Vâng. Nếu mà bán trước cho Tam Hiệp thì giá thấp hơn một chút. Vâng. Chuyển đến đây giá cao hơn một tí là cũng được rồi. Vâng. Thế vậy là cũng rất là hài hòa anh nhỉ. Vâng. Và đây là một cây xanh tổng thể là một cái dáng tương đối là lùn lực đấy. Một cái form chơi cây hiện tại bây giờ rất là đi vào lòng người. Đó là không dài lều nghều về bông tán, không cao chót vót về tổng ngọn. Đấy. Thế còn cái chậu thì ta cứ hài hòa bây giờ trước mắt là như thế này. Đấy. Cũng rất hợp với form cây. Rất đẹp. Vâng, thế còn cái tác phẩm thứ hai sau cái vụ nổ chiều nay ấy, đó là một cái vâng xin chào anh. Được xem trên YouTube rất nhiều nhưng mà hôm nay mới được gặp thực tế. Cảm ơn anh nhé. Và đây là cái phôi xanh lần thứ hai nổ đây. Tôi sẽ đi từng chia sẻ tỉ mỉ cặn kẽ từng tác phẩm một. Gọi là phôi cũng được bởi vì là còn nhiều những cái việc phải làm. Đấy, nhưng mà đây là một cái phôi cấp 1 rồi.
Đấy, phôi có cái tuổi đời rất là cao, và những cái dữ kiện để tạo hình lên một cây từ tay 1 cho đến vị trí đóng tay 2 và vươn lên để 3-4 thì đã tương đối rồi. Đấy. Với quả phúc nữa, một cái phôi xanh mà có nhiều những cái vị trí rất sâu, tạo những cái chiều sâu của phôi, những cái góc cạnh, những cái u cục, những cái vị trí mà chùn ra voi cũng đã được biểu hiện lên rất nhiều. Đó là một cái phôi xanh trong cái buổi cuộc giao dịch thứ hai. Chúng ta di chuyển đến một cây đa là tác phẩm số 3, được chuyển giao từ anh Bình Dâu cây cảnh hữu bằng Thạch Thất với anh Mạnh Cường. Và đây là một cây đa tầm nhỏ, hai người bê hoặc là một người bê thì hơi đầm tay một chút, nhưng mà cũng khá là đẹp. Và cây này thì anh Bình Dâu làm cũng khá nhiều năm rồi đấy, bởi vì làm đa mà được như thế này đâu có phải là dễ đơn giản đâu. Làm tán đa, làm dăm đa rất là khó, rất là lâu. Đấy. Đây là tác phẩm số 3. Còn tác phẩm số 4 vừa mới giao dịch liên tiếp, đó là một cây túc đến từ nhà vườn Tuấn Bình và nhượng lại cho anh Nguyễn Hoàng Điệp, còn gọi là Điệp Nát. Hai anh này đều ở cùng một cái sinh hoạt là câu lạc bộ bonsai nghệ thuật Phúc Thọ, Hà Nội. Đẹp quá. Và đó là một số những cái tác phẩm liên tiếp trong vòng khoảng 30 phút trước giờ khai mạc buổi trưng bày kết nối đam mê tại nhà vườn Mạnh Cường. Và đến với một cái không gian mà đa dạng phong phú về chủng loại, kể cả từ xanh si đa đề đến những cái dòng cây ăn quả, những cây hoa, từ hoa mộc hương cho đến những cây hoa giấy đang bung lụa rất đẹp như thế này. Đây là một không gian trưng bày cũng khá rộng với vâng chào anh nhé, với tổng số tác phẩm lên đến khoảng độ 500 tác phẩm, tất cả lớn nhỏ. Với thời gian trưng bày cũng khá lâu, từ ngày hôm nay là ngày mùng 8 cho đến ngày 20 tháng 11, như vậy kéo dài trong 12 ngày. Vâng, em xin trân trọng cảm ơn tất cả các anh chị em ở đây. Chắc là anh nhường lại sản phẩm cho em. Em một tuần mình là đầu sự thành công cây hoa giấy tâm đắc em. Thì hôm nay thì mình được nhà vườn Mạnh Cường chia sẻ lại với em, xin cảm ơn bạn, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng. Quý vị ơi, và xin quý vị mời chào các bạn lớn hơn nữa đây ạ. Vâng, chúc mừng cho Tấn Bình ngày hôm nay đã sở hữu tác phẩm của anh Mạnh Cường, và cũng xin được kính chúc cho gia đình anh Tấn Bình sẽ mãi mãi thịnh vượng và mãi mãi phát triển, cũng như là mãi mãi gắn bó cùng toàn thể những tình cảm hạnh phúc nhất đong đầy trong gia đình. Xin được cảm ơn anh Tấn Bình rất là nhiều, và cũng xin được cảm ơn sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh Tấn Bình, trân trọng kính mời anh sẽ về với vùng đại tiệc, và cho các chú hướng xin được tiếp tục trở lại với chương trình ca nhạc. Vâng ạ, lúc này đây thì anh Hoàng Phúc trở về với buổi đại tiệc hôm nay cũng mong muốn dành cho toàn thể quý vị. Có điều gì muốn nói với tác phẩm này không? Vì sao mà mày vẫn luôn là em?
Vâng ạ, xin được cảm ơn tất cả các anh em ngày hôm nay đã trở về với chương trình triển lãm nghệ thuật bonsai cây cảnh tại nhà vườn của anh Mạnh Cường. Và cho phép Thu Hương xin được đọc mức định giá ngày hôm nay. Anh Thủy đã trả cây đuối huyền phượng vũ với giá 5.500.000 đồng. Vâng, 5.500.000 đồng lần thứ nhất. Có cánh tay nào giơ lên không ạ? Vâng, vâng, bác Tiến có chuyển nhượng chấp nhận cho tác phẩm này với Tích Lan không ạ? Lần thứ hai ạ. 5.500.000 đồng lần thứ hai. Vâng, lúc về đây thì rất là hồi hộp ạ. Và xin chúc mừng anh Thủy đã là chủ nhân 5.500.000 đồng lần thứ ba. Xin chúc mừng anh Thủy ạ. Xin mời trân trọng những người nhà vườn Mạnh Cường lên để chuyển nhượng lại tác phẩm cho anh Thủy. Vâng ạ, vâng ạ, xin trân trọng. Xin mời anh Mạnh Cường ạ. Anh Mạnh Cường sẽ chính thức trở về với trung tâm buổi tiệc ngày hôm nay để trao tác phẩm với tất sự cả sự đam mê của anh dành cho anh Thủy. Anh trân trọng kính mời anh Cường. Anh Hoàng Phúc đại diện cho nhà Mạnh Cường nắm bắt thì anh Hà Thanh Quế chủ tịch công ty. Anh Hà Thanh Quế ở đây này. Vâng ạ. Đại diện. Vâng, quý vị ơi, quý vị hãy mở trong tay để chúc mừng tác phẩm của anh Mạnh Cường ngày hôm nay. Núi huyền phượng vũ đã về tay của anh Thủy ạ. Xin được cảm ơn anh Thủy rất là nhiều và kính chúc gia đình anh luôn luôn thịnh vượng và phát triển nhất ạ. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Chương trình đấu giá của chúng tôi vẫn còn được tiếp tục với một tác phẩm sang trái của nghệ nhân bonsai Quang Hiên câu lạc bộ Phúc Hậu. Vâng ạ, đây ạ, sang trái đây ạ. Mời quý vị và các bạn cùng ngước nhìn và xem ạ. Vâng, tác phẩm sang trái sẽ mang ra để đấu giá để ủng hộ 50% cho nhà vườn Mạnh Cường và 50% cho câu lạc bộ. Vâng, vâng, với thời điểm 0 đồng. Vâng, mời quý vị và các bạn cho cây sam trái một vâng ạ, em sẽ chọn cho anh ạ. Để anh ơi, cây này là ủng hộ cho nhà vườn Mạnh Cường và ủng hộ cho câu lạc bộ Bonsai Con Cỏ. Anh Hoàng Phúc ơi, em đã nhìn thấy một cánh tay này, em sẽ chọn cho anh ạ. Vâng, mình là Thành Nguyễn ở Sơn Đông, xin trả giá cây sam này là 1.000.000 đồng. Dạ vâng, vâng, cảm ơn anh Thị Nguyễn ạ. Vâng, với giá 1.000.000 đồng cho tác phẩm sam trái kỳ huyền.